Trong khi chờ đợi giờ cơm á, bây giờ người ta cúng cho sư trước, từ nào các sư ăn xong á thì người ta mới dọn cho Phật tử ăn. Cái mưa có áo một quay ni cũng mà ai mấy. Cái đó là bộ lễ phục truyền thống của đồng bào người Khmer đó. Còn cái chỗ này là cái rạp để mà người ta đẩy nước, đẩy cái cơm này nọ cho khách đi lễ. Bây giờ người ta đang đẩy bánh với đẩy nước. Chút nữa là người ta đãi cơm. Mà thường là mấy cái lễ này hay có bún. Đó, ta đem dọn lên cho mấy sư ăn xong rồi mới tới Phật tử. Chút nữa sẽ đông. Nguyên ở trong này nè, không biết bao nhiêu là vàng luôn nè. Chút nữa bà con Phật tử đã vô đây nè, người ta dọn sẵn hết rồi, có thịt kho nè, kho nè, có cà ri nè, đó, thịt kho cà ri với canh. Ai kích tên hả? Ai kích tên hả? Ai kích tên hả? Ai kích đã cầm ra tới ai chạy nghĩa tới cái lại xế nhà yên hả? Sát chẳng ấy cái thọt nó đã mục nhâm đã kia nữa. Dì dế sao chăm tụi tuột nhiếu hả? Bạn mạnh tóc dương này nè. Chấm nơi xoài tôn dương đi, nơi nơi xa đàm phân. Nơi phùm ta áo mà. Chỗ này là tao đón khách cũng bốn nhân cho bảy là 28, 28 với 4 bên kia nữa là 32. Rồi ở ngoài này nữa, ở ngoài thì hiện giờ đang đãi nước. Đãi nước với đãi bánh, bánh ít. Chờ chút đó bà con người ta rồi mưa tới rồi. Bà Duy này bà cầm cái rổ trầu nè. Duy, Duy, Duy.
xông thọt tí. Mạnh lắm. Xông thọt tí, thọt là nè. À, cái này là cái rổ trầu. Có cao nè, có anh ấy sấy. Đó, tham chua. Làm to. Ôi, ni có bao. À, lâu dê canh nó đau chơi kia không ấy. Chơi dê dê phát. Dê dê hấu phải bao dê. Ờ, thật tua cây hốp. Thật tua phía nhiêu cây hốp. Cái này là đem cái mâm trầu này đi mời khách để khách tới viếng chùa. Chẳng bán ai dê, ở con ai dê nè. Có rổ trầu để đón khách luôn. Trời mưa. Trong khi chờ đợi giờ cơm á, bây giờ người ta cúng cho sư trước, từ nào các sư ăn xong á thì người ta mới dọn cho Phật tử ăn. Thì trong lúc chờ đợi á, người ta đãi nước uống là nước xương xanh với hột é đó, với bánh này là bánh ít. Cái này là bánh ít nè. Đó. Bây giờ mưa xuống rồi, đang trời mưa nè. Nó dột xuống rồi. Hạt lông. Bye bye. Hạt lông. Đã lừa. Chỗ này á, tiếng Khmer kêu bằng Sala Chan. Là chỗ các sư, chút nữa các sư ăn cơm ở đây. Chút nữa đường này chắc đường các sư lên. Tích tiết và xong tam play ni mà gì? Dạ mà anh muốn mà tam nâng à? Dạ. Ba. Mới mưa. Trong này người ta đang đọc kinh. Đồ mà bà con ta cúng á, ta đem vô trong chùa, ta cúng ở đây nè. Thank you.
thưa đại thưa trường mà. À chè thưa đại thưa trường thì sao vậy tìm nè, bay nè đi. Lễ cái thân ở chùa Sài Gòn.